Mới chào Nguyễn Hình. Em rất vui chào đón chị đến với chương trình Kết nối yêu thương hôm nay ha. Chị có thể chào cộng đồng rồi chị giới thiệu cho mình. Xin chào tất cả, xin chào Nguyễn Hình, chào tất cả mọi người trên cộng đồng mạng trong nước và ngoài nước. Mình xin tự giới thiệu, mình là tên mình là Nguyễn Thị Mơ. Mình bên Nguyễn Hình có nghe rõ không? Em nghe rất là rõ. Dạ, chị nói. Mình xin tự giới thiệu nha. Mình tên Nguyễn Thị Mơ, mình sinh năm 1968. Nhưng trong ở ngoài trong giấy tờ là sinh năm 1966. Hiện tại mình đang sống ở Na Di, Bình Thuận. Dạ. Hiện tại là chị đang làm công việc gì? Mình thì mình có buôn bán nhỏ, là mình làm nghề buôn bán giò chả. Thì nói chung là mình bán ở chợ, thì nói chung mình bán được 10, khoảng 10 năm rồi. Dạ. Rồi tình trạng hôn nhân gia đình chị như thế nào? Ông xã mình là anh ấy mất là được 13 năm rồi. Thì nói chung là mình cũng ở lại mình thời gian đó, thì nói chung là con cái còn nhỏ, mình cũng dành hết thời gian cho con luôn, dành hết thời gian cho con luôn. Thật sự đó là mười mấy năm qua đấy, cũng nói chung là nó cũng vất vả lắm, mình cũng dành hết mọi thứ cho con hết. Nhưng bây giờ con cái nó cũng tạm ổn rồi, thì bây giờ mình muốn dành một chút cho bản thân. Chị có được mấy người con? Mình được 4 người con, 2 cháu của gia đình rồi, còn một cháu thì bây giờ đang lao động ở bên Nhật, còn một con trai chung công việc, cháu thì bên cũng đang giờ đang ở với mẹ. Chị nghĩ ưu điểm của mình là gì? Nói chung mình thì nhãn lắm, mình hay như ngồi nói chuyện như với con Hình như vậy là mình rung lắm. Nói chung mình nói chuyện thì thật ra mình không có được khéo nói như mọi người đâu. Mình nói chuyện là dưới đám đông là mình nhát lắm. Chị, đó là khuyết điểm mà đâu phải ưu điểm chị. Còn khuyết điểm lại, còn ưu điểm của mình á là mình nói thiệt, mình là một người mẹ, một người vợ của gia đình. Mình mọi việc trong gia đình là mình sống là mình chung thủy lắm, mình rất là chung thủy, mà mình rất là biết là lo lắng mọi thứ, là dành hết đưa cho con trong gia đình á. Dạ. Rồi bây giờ chị muốn tìm người bạn cho mình, chị muốn người đó như thế nào? Nói chung là mình muốn tìm một người là đầu tiên là phải có cái đạo đức một chút. Đạo đức là cái quan là mình quan trọng nhất. Tại vì mình nói thiệt ra với Nguyễn Hình là mình trong thời gian là ông xã mình mất 13 năm rồi, thì cũng có nhiều những người mà muốn đến mình, nhưng mà thật sự mình là không có mở lòng được. Mình cũng muốn là dành hết những thời gian để dành để cho con thôi, nhưng mà thật sự như bây giờ mình lo cho con nó cũng tạm ổn rồi, thì bây giờ mình suy nghĩ mình muốn kiếm được một người nào là phải biết yêu thương, biết chia sẻ, mà ví dụ như mà muốn đến với như mình là phải tìm hiểu rồi để thật lòng. Mình muốn như vậy thôi. Bây giờ chúng mình mà lớn tuổi rồi, mà mình quen rồi, mà người ta làm cho mình là mình tổn thương thì mình cũng hơi buồn á. Nên nếu mà có anh nào mà muốn để ý mà quen mình á, là phải có đạo đức, phải có biết yêu thương, biết chia sẻ á, là mình cần như vậy đó. Giờ mình nói chung là tuổi mình bây giờ cũng muốn là những
có người mà quan tâm chia sẻ lúc mà lúc cuối đời của mình đấy, chứ giờ mình mà gặp những anh nào mà bao hoa là mình không có thích đâu. Phụ nữ mình là như vậy đúng không? Chị rồi chị có nghĩ là một anh mà muốn làm quen với chị độ tuổi khoảng bao nhiêu thì ok không? Em ơi cũng khoảng chừng khoảng 65 tuổi trở về. 65 tuổi đó. Dạ. Rồi nếu anh ấy hút thuốc uống rượu thì chị nghĩ như thế nào? Mới không ưng. Hút thuốc mà uống rượu là mới không ưng luôn, nói thiệt. Nói chung là không phải là mình có, nói chung là mình phải hạn chế lại, ví dụ như mà đám tiệc là phải có bên mình à, ví dụ như đám tiệc là phải có, chứ còn ví dụ mình mà tuyệt đối hay tất cả thì chắc mình nghĩ chắc không có đâu. Nhưng mà đặc biệt mà thuốc á, hút thuốc là mình không thích, hút thuốc là mình không chịu được cái mùi thuốc. Yeah. Rồi con chị như thế nào, có ủng hộ chị đi tìm người bạn mới không? Có thì chị coi video của em hay ai giới thiệu chị xem? Không, mơ theo dõi Phụ Uyên Thịnh lâu lắm rồi. Lâu thì chắc phải là một năm mấy rồi đó, mà hay theo dõi Phụ Uyên Thịnh nhiều lắm. Lâu như vậy mà hôm nay mới đăng ký chương trình của em hả? Đâu có, hình như là có nhắn tin với Uyên Thịnh rồi. Nhưng mà thật sự mình không có tự tin, mình nhát lắm. Mình nhát lắm, cứ nhắn tin rồi này thục này, nhắn tin này thục này. Hôm nay là chị lấy hết can đảm rồi mà có động cơ để thúc đẩy chị lên không? Được đâu, chính xác, thật sự á, bên em bên em lấy hết can đảm thì thật sự đúng không? Dạ. Chiều cao của chị là bao nhiêu chị? À, mơ 1m56 á. Rồi, chị muốn anh bạn của mình cao khoảng bao nhiêu? À, nói chung là cũng khoảng 60, hơn 60, nói chung chiều cao thì mới không quan trọng. Nhưng mà nói chung là được mình tìm người, nói chung là cũng phải lịch sự. Ăn mặc lịch sự tươm tất, chứ còn mà ăn mặc nói chung mà nói ra là người Việt Nam mình làm nếu mà bê bối nào mới cũng không được đâu. Chị gia đình của chị có được mấy anh chị em? Anh chị mình được 6 anh chị em, từ 6 anh chị em mà mình là thứ tư, dưới mình còn 2 em đó. Nói chung các em có gia đình ai cũng ổn hết à. Gia đình chị có ai ở nước ngoài không? À, nhà mình không, nhà mình không có. Cha mẹ của chị còn đầy đủ không chị? Mình còn mẹ năm nay 93 tuổi này, còn mẹ ở với anh ấy. Yeah. Rồi những lúc rảnh rỗi chị thích làm việc gì để giải trí cho mình? À, thì có một hồi chị em bạn ấy mới đi du lịch về hôm qua nữa. Là vì nói chung mình là bên đạo Công giáo. Mình rảnh thì mình đi hành hương, đi Đức Mẹ, rồi mình cầu nguyện cho gia đình mình bằng an, rồi tất cả mọi người. Nói chung là bên mình cầu nguyện là cho toàn thế giới luôn á, chứ không phải cầu nguyện cho riêng một mình đâu, còn mình cầu nguyện cho mọi người luôn. Khi nào cũng vậy, cầu nguyện cho tất cả. Chị thích một anh mà làm quen với chị trầm tính ít nói hay là lanh lẹ hoạt bát? Không, nói chung là bây giờ nói nhiều nói ít thì nói chung cũng không quan trọng, miễn là nói làm sao mà cho đúng, cho sống cho vui vẻ, thân thiện với mọi người. Ví dụ như mình sống bây giờ ra đường á, mình gặp ai mình cũng thân thiện, gặp ai mình cũng vui vẻ, nhưng mà nói chung đừng quá lố là được. Vui vẻ thân thiện nhưng mà đừng là quá lố ha. Chị rồi nếu có người yêu, chị có thích người yêu của chị có tính lãng mạn không? Nói chung là cũng phải tương đối chút mà, Uyên Thịnh ơi, nếu mà khô khan quá thì thấy cũng buồn lắm. Ông xã trước của chị làm công việc gì? Ông xã mình ông cũng chạy xe. Chị rồi sau khi ông xã chị mất thì chị có để nào, có quen với anh nào không?
Nói chung là không có, nói chung là có mấy bạn cùng mấy mình đó thì nói chung con nó cũng động viên, nó cũng nói là ví dụ như mẹ coi cái chú đó này cũng hoàn cảnh như mẹ đó, mẹ ghép mẹ coi tìm hiểu mà được với chú về để sau này để mình sống với nhau tâm sự khi già, nhưng mà nói chung mình thì mình không có ưng thì mình cũng nói con, mình cũng nói chung thật sự là mình cũng nói con, ví dụ con cái vấn đề riêng tư của mẹ con không phải lo, ví dụ như mà có duyên là sẽ tới, mà nói chung không có duyên thì tụi con có ép vô mẹ cũng không không mình mẹ không có thích. Đúng rồi, không phải sự tùy duyên hết, nếu mà duyên của mình là gặp nhau là dính nhau hết nhau liền hà. Đó, đúng rồi. Nói chung là mình có đứa con gái lớn, chúng các cháu nó có gia đình, nó cũng hiểu, nhiều khi nó cũng động viên lắm, nhưng mà nó cũng hay tâm sự, nó nói ví dụ như mẹ mà cảm thấy mà ai mà được mà đến với mẹ thì mẹ tìm hiểu, ví dụ mẹ già mẹ có lúc mà tâm sự bệnh đau, có lúc mình hỏi thăm nhau cũng có, nói chung là con nó ủng hộ hết, nhưng mà thật sự mình là chưa tìm được cái người mà như ý của mình thôi. Chị nếu mà vậy nói vậy như thế thì có thể mọi người xung quanh có khi nào nhận xét là chị khó tính không? Chắc có. Chắc không. Lên kênh em rồi bớt khó tính lại Chắc có. ha. Hiện tại là các con có sống chung với chị không? Có đứa con gái lớn đó, con thì bây giờ cháu nó sắp sửa nó nằm nhà riêng này, tại nếu thì mình cũng nói thôi ở với mẹ chừng năm qua năm nằm nhà cũng được, cứ ở với mẹ đi, bây giờ mẹ có thời gian mẹ đi chơi đồ thoải mái hơn đó, cái chung mình đi bán là con ở nhà, nói chung hàng hóa là nó buôn bán nó bỏ hết nó giao hết luôn, thì nói chung là mẹ với con còn làm ăn chung ở trong đó. Nói chung là có con gái thì nói chung thoải mái hơn anh ơi, muốn đi đâu đi, con cái nhà cửa no hết. Thì khi về thì nói chung mình bữa nay thì nó hơi khó khăn chút xíu, buôn bán nó hơi ế, thì nói chung là mẹ cũng có người con cũng có thu nhập ít thì mẹ xài ít một chút, con xài ít một chút xíu. Là nếu mà chị bận việc thì con chị có thể thay chị thay công việc đó làm công việc đó được. Đúng rồi, con làm hết tất cả luôn, mẹ chỉ việc đi chơi thôi. Sướng Nói à. thiệt với anh hình là sướng lắm, có con gái thật sự là mình rất nhờ nhờ con. Muốn đi chơi là mình muốn đi chơi mấy bạn bè mấy chị em đây là mẹ đi chơi mấy bữa là về thôi. Tại bữa trước bên hình có hẹn là nhưng mới nói là mới đi chơi, mới đi Cà Mau, đi Cần Thơ, mới đi về tới hôm qua về tới nhà 8 giờ tối. Nghe chị nói em cũng nôn với hai em hai thằng được rửa không biết có ra được nhà không nữa. Không có đâu, con trai nhiều nhiều đứa cũng giỏi lắm. Bữa coi thấy bên hình làm sinh nhật là con phải không? Dạ đúng rồi chị, ở bên Mừng kêu rồi. ở nước ngoài á, là mùa con em sinh nhật á, là nó lạnh quá đó cho nên thôi đi về đây làm cho nó ấm. Chị rồi chị ở như thế này rồi chị có nấu ăn cho mình không? Bây giờ chị rảnh như thế chị có nấu ăn cho mình không? Anh hình đấy sao á? Em nói là chắc chị nấu ăn rất là ngon hả? Có nấu ăn mỗi ngày cho mình không? Có mình nói chung là mình nấu ăn thì nói chung cũng tạm ổn đấy. Mình nói mà nhìn nấu mà nhiều món món ngon thì chắc cũng chưa phải học hỏi thêm, chứ còn mình nói chung là ăn đơn giản lắm. Chị nhưng mà em nghĩ chắc là chị bây giờ á, là công việc của chị á, chị có nghỉ ngày nào không? Chị không có nghỉ ngày nào hết, chị bán suốt luôn rồi con thí dụ đi đâu thì con chị bán thôi hả? Nói chung là mình nghỉ chắc là được gần 1 năm rồi, mình nghỉ 1 năm rồi, nói chung là bây giờ không bán nữa, không ra chợ bán nữa, nhưng mà ví dụ như mà ai mối là gọi điện, ví dụ mình lấy cái gì thì mình bỏ cho người ta thôi, còn giờ là mình ở nhà không ra chợ nữa. Em nghĩ là cũng không còn gì hỏi chị nữa, chị có muốn bổ sung thêm gì nữa không?
Thì trước hết là Mơ cũng cảm ơn Vinh Thịnh nhiều. Còn mình cũng nói tất cả, ví dụ như trên cộng đồng mạng, ví dụ như trong nước và ngoài nước, ví dụ như mà có anh nào mà muốn coi cái clip này, mà ví dụ như mà muốn làm bạn với Mơ, thì mình xin liên hệ số điện thoại, rồi mình muốn nói chuyện, rồi mình tìm hiểu thêm. Mà mơ cũng nói với Liên Hình về này là nếu mà anh nào mà tuổi dần nè, tuổi 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 tỵ nữa, là thôi Mơ không có quen mấy tuổi đó, tại vì hình như nó cái tuổi đó mấy 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 tuổi nào mấy tuổi đó Mơ thấy nó khác làm sao đó, nhiều khi mà nói lên đây cũng ngại lắm đó. Đấy, thật sự là nói mình nói lên đây là cũng ngại, nhiều khi người ta nói là thời buổi này mà làm sao mà làm mà còn nói như vậy. Nhưng mà mình là mình mà bên đạo cũng dám, mà không có tin Viên Hình ơi, nhưng mà mới suy nghĩ là có đó, mới suy nghĩ là có, nên mới nói thôi nếu mà mấy anh mà mấy cái tuổi đó thì đừng có gọi điện, đừng có nhắn tin cho em. Em rất là vui nói chuyện với chị hôm nay nha. Em hy vọng chị sẽ tìm được một nửa yêu thương của mình trên kênh của em ha. Chị chào tất cả em ha. Thôi trước hết Mơ cảm ơn Huỳnh. Chúc Huỳnh và gia đình Huỳnh mạnh khỏe, thật nhiều sức khỏe. Rồi kênh của Huỳnh càng ngày càng mở rộng hơn nha. Rồi, cảm rồi xin cảm ơn chị. Chào anh chị.